Tuấn Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay máy bay là phương tiện di chuyển không còn quá xa lạ đối với mỗi chúng ta, nhưng không ít người đã gặp phải khó khăn trong lần đầu tiên sử dụng phương tiện di chuyển này. Và ngay sau đây Tuấn Anh sẽ chia sẻ cho các bạn 4 chú ý để có một chuyến bay suôn sẻ nhất. Điều đầu tiên, hãy luôn kiểm tra giấy tờ tùy thân của mình một lần cuối trước khi rời khỏi nhà. Điều thứ hai, luôn luôn có mặt tại sân bay 2 tiếng trước giờ bay và 3 tiếng trước giờ bay nếu bay quốc tế. Thứ ba, hãy dùng giải lưu băng để đánh dấu vào hành lý của các bạn. Chắc chắn rằng các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hành lý của mình khi máy bay hạ cánh. Điều thứ tư, khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, các bạn sẽ có cảm giác ù tai. Ngay lúc này, hãy cố gắng nuốt nước bọt. Chắc chắn rằng cảm giác ù tai sẽ sớm kết thúc. Hy vọng những điều Tuấn Anh vừa chia sẻ có thể giúp ích được các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.